Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 311, vẫn còn giá trị lợi dụng. Giang Thần gặp phải rắc rối về tình cảm rồi. Trước kia anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, cũng không biết làm thế nào để xử lý vấn đề tình cảm của chính mình. Hứa Tinh cũng có công việc nên không thể giúp Giang Thần giải quyết chuyện này được. Cô ta trực tiếp tìm cho Giang Thần rất nhiều chuyên gia tư vấn tình cảm. Giang Thần chờ trong văn phòng. Cùng lúc đó, đường sở sở cũng đã đến biệt thự lớn nhà họ đường trong biệt thự người nhà họ đường tụ họp ba đời nhà họ đường tụ họp đường thiên long ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá nhìn mọi người nói đan chiến đến từ phương bắc đã phát ra không ít thiệp mời mời các nhân vật nổi tiếng của thành phố giang trung đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta biết người nhà họ đan ở phương bắc không đây thật sự là một gia tộc siêu cấp cái gì mà gia tộc liên minh năm tỉnh chứ còn kém rất xa so với nhà họ Đan ở phương Bắc đấy. Gọi mọi người đến, là muốn hỏi mọi người một chút, mọi người ai có thể đi cửa sau, lấy được một tấm thiệp mời. Bây giờ sở sở cũng là thần y của thành phố Giang Trung rồi, tên tuổi của nhà họ Đường chúng ta cũng được nâng cao thêm một bậc. Nếu có thể đi tham gia tiệc sinh nhật lần này, nhà họ Đường chúng ta ở thành phố Giang Trung sẽ càng có sức ảnh hưởng. Bố, cái này sợ rằng có chút khó. Trên mặt Đường Hải mang theo vẻ khó xử nói, đây chính là đan chiến đó, ở phương Bắc được xưng là ông Hoàng Quạng Mỏ, tài sản có tới trên 1.000 tỷ, nhà họ đường chúng ta chỉ là một gia tộc hạng hai, sao có thể nhận được thiệp mời cơ chứ? Tôi có đó, Hà Diễm Mai lấy ra một tấm thiệp mời, quơ quơ ở trước mặt mọi người. Cái này, ánh mắt của người nhà họ đường đều dừng lại ở trên người Hà Diễm Mai. Trên gương mặt già nua của đường Thiên Long mang theo vẻ phấn khởi, nhịn không được hỏi cái này, cái này từ đâu đến. Cái này à." Hà Diễm Mai hơi ngập ngừng, nói, "Đây là đan chiến tự mình đến cửa đưa cho." Lời của bà ta còn chưa nói xong, Đường Thiên Long đã kích động cười to, "Ha ha, bố đã nói mà, với tên tuổi của sở sở nhà chúng ta bây giờ, làm sao đan chiến có thể không đưa một tấm thiệp mời cho sở sở chứ, còn đích thân đến cửa đưa." Sở sở nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ Đường. Lời của bà ta còn chưa nói xong, Đường Thiên Long đã kích động cười to, "Ha ha." Bố đã nói mà, với tên tuổi của sở sở nhà chúng ta bây giờ, làm sao đan chiến có thể không đưa một tấm thiệp mời cho sở sở chứ, còn đích thân đến cửa đưa. Sở sở nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ Đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Đường Sở Sở xấu hổ, giải thích, ông nội, cái này không phải đưa cho cháu. Hả? Không phải? Đường Thiên Long nghi hoặc. Người nhà họ Đường cũng nhìn Đường Sở Sở. Hà Diễm Mai cười nói, là đưa cho Giang Thần, Giang Thần là chồng của Sở Sở, cái này cũng coi như là đưa cho Sở Sở. Giang Thần, nghe thấy cái tên này, Đường Thiên Long nhíu mày một cái. Những người khác của nhà họ Đường đều trầm xuống. Vẻ mặt Đường Lỗi châm biếng, "Thím Mai, thím nói giỡn đúng không? Cái tên Giang Thần kia có tài đức gì chứ? Đây chính là đan chiến đó, nhân vật nổi tiếng đến từ phương Bắc, tài sản còn lớn hơn nhiều so với Liên Minh năm tỉnh cộng lại." Hà Diễm Mai giải thích, thật ra là như thế này, lần trước Giang Thần cứu con gái của Đan Chiến, cũng là Đan Chiến ra mặt, hai nhà ngụy hứa mới bỏ qua cho nhà họ Đường. Nếu không bây giờ các người vẫn còn không thể trở lại biệt thự lớn này đâu. Hơn nữa, Đan Chiến còn nói, muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Thần. Cái gì? Người nhà họ Đường đều kinh ngạc hô lên. Một nửa tài sản? Một nửa tài sản của Đan Chiến được bao nhiêu? tính toán cẩn thận cũng hơn 500 tỷ. Dầu to rồi, lần này thật sự dầu to rồi. Người nhà họ Đường vô cùng kinh ngạc, lập tức đều trở nên hưng phấn. Khuôn mặt của Đường Thiên Long cũng lộ vẻ xúc động, ông ta nhìn Đường Sở Sở một cái, hỏi, "Sở Sở, Giang thần đâu?" Không biết hạ vẻ mặt Đường Sở Sở bình tĩnh. Tốc độ trở mặt của người nhà họ Đường quá nhanh rồi, lúc trước còn giật dây bảo cô theo đuổi Hắc Long, đi quyến rũ Hắc Long, trong nháy mắt lại bảo cô hòa thuận với Giang thần. Thật coi cô là công cụ vơ vét của cải rồi à? Một nửa tài sản của nhà họ Đan ở phương Bắc, có số này nhất định là rất kinh khủng. Một nửa tài sản của nhà họ Đan ở phương Bắc, có số này nhất định là rất kinh khủng. Nếu như chuyện này là thật, vậy nhà họ Đường có thể vùng lên rồi, trở thành nhà giàu có thật sự, thậm chí trở thành tồn tại vượt qua liên minh năm tỉnh. Đường Thiên Long dò hỏi, Diệp Mai, sở sở, điều này là thật sao? đan chiến thật sự nói muốn đưa một nửa tài sản cho giang thần hà hai người còn chưa mở miệng đường mộng oánh đã nói chen vào ông nội chuyện này là thật lúc đó cháu cũng ở đó đây là chính miệng đan chiến nói đan chiến còn gọi giang thần là ân nhân rất tôn trọng giang thần ban đầu cháu còn cho rằng đây là giang thần vì tiện tìm một ông chú ở ven đường diễn kịch cho sở sở xem nữa đường thiên long hút một hơi thuốc gật đầu được nếu chuyện này là thật vậy thì giang thần kia thật sự không thể vứt bỏ ông ta nhìn đường sở sở dặn dò sở sở trước tiên cháu đừng ly hôn với giang thần cứ sống hòa thuận với cậu ta trước đợi đan chiến đưa tài sản cho cậu ta sau khi tiền đến tay cậu ta rồi chúng ta chuyển khoản tiền này tới đây sau đó để cậu ta ra đi không mang theo gì cả đúng vậy hà diễm mai cười nói bố con cũng nghĩ vậy bây giờ giang thần vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng cho dù muốn ly hôn cũng phải lấy được 500 tỷ kia đến tay, cậu ta có tài đức gì mà có thể có được 500 tỷ này chứ? Đúng vậy, sở sở, nhà họ đường có thể phát tài hay không, tất cả đều dựa vào cháu rồi. Sở sở, mau gọi điện thoại cho Giang Thần đi. Trước tiên giả vờ ở bên cạnh cậu ta. Giả vờ cái gì chứ, Giang Thần vốn là con rể ở rể của nhà họ đường. Cậu ta chính là người của nhà họ đường. Người nhà họ đường đều mở miệng. Đường sở sở thật sự nghe không nổi nữa rồi. Cho dù con tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần, anh ấy nhận được một nửa tài sản của đan chiến, vậy tài sản này cũng thuộc về con, không có quan hệ gì với mọi người. Đường Sở Sở lạnh giọng lên tiếng. Nói xong lời này, cô đứng dậy bước đi. Sở Sở, Hà Diễm Mai đuổi theo, kéo cô lại, hỏi con đi đâu vậy? Ở đây quá ngột ngạt, con ra ngoài đi dạo một chút. Đường Sở Sở khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường. Cô đi ra ngoài, nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này, cô cảm thấy rất mơ hồ. Cô đi ra ngoài, nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này, cô cảm thấy rất mơ hồ. Tài sản 500 tỷ. Ai có thể nghĩ đến, nhân vật nổi tiếng đan chiến đến từ phương Bắc muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Thần. 500 tỷ là khái niệm gì? Cô thật không yên lòng. Nhưng cô biết, nếu có 500 tỷ này, nửa đời sau của cô sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Giờ phút này, cô cũng có ý định tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần. Lý do tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần có rất nhiều. Một là Giang Thần đối xử với cô thật sự không tệ, quả thật là nhờ Giang Thần chữa trị cho cô, cô mới có ngày hôm nay. Hai là Hắc Long đã có hứa tinh rồi, cô không thể đi tranh đoạt người đàn ông với Hứa Tinh. Ba là bây giờ Giang Thần sắp nhận được 500 tỷ. Tiền của Giang Thần chính là của cô. Giang Thần nhận được 500 tỷ Chẳng khác nào cô có được 500 tỷ. Cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Giang Thần. Nhưng nhớ tới thái độ trước đó cô đối với Giang Thần, cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Hai. Đường Sở sở thở dài một tiếng. Cô vẫn không có dũng cảm gọi điện thoại cho Giang Thần, trực tiếp quay trở về nhà, buồn chán nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tập đoàn thời đại khoa, văn phòng chủ tịch, hơn 20 người đứng ở văn phòng làm việc lớn như thế, Chủ tịch, chào anh, tôi là Hồng Nương, tôi là nhà phân tích tình cảm đặc biệt cho một đài truyền hình. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của từng người phụ nữ với các loại tính cách khác nhau. Chủ tịch, tôi là Vương Giang, tôi còn có một biệt hiệu, đó là bậc thầy theo đuổi phụ nữ. Trong vòng 3 năm tôi đã thành công giúp đỡ hơn 300 đàn ông độc thân theo đuổi được nữ thần, sở trường của tôi chính là tạo ra sự lãng mạn, bày trí những điều bất ngờ. Chủ tịch, tôi là đại sứ hình ảnh, tôi có thể thay đổi một người bình thường trở thành một nhân vật của xã hội thượng lưu thật sự. Người này vừa nói xong, anh ta cảm thấy mình nói sai rồi, lập tức sửa miệng, nói, "Đương nhiên, chủ tịch vốn không cần thay đổi. Nhưng dưới sự thiết kế của tôi, chủ tịch sẽ hoàn toàn phơi bày vẻ đẹp của bản thân, chỉ cần là phụ nữ đều có thể bị hấp dẫn sâu sắc." Những chuyên gia tình cảm, nhà phân tích tình cảm mà Hứa Tinh mời đến, đều lần lượt tự giới thiệu bản thân mình. Giang Thần ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hơn 20 người trước mặt, Mở miệng nói, tất cả ở lại, chỉ cần có thể giúp tôi cứu vãn được cuộc hôn nhân này, sẽ không thiếu lợi ích cho mọi người. Nghe vậy, những người này đều mừng rỡ. Cảm ơn chủ tịch. Chương 312, bày mưu tính kế. Hơn 20 chuyên gia tình cảm tập trung lại. Bọn họ biết người thanh niên có vẻ ngoài nhìn xấu xí này chính là ông chủ giấu mặt của tập đoàn thời đại khoa, một ông chủ tôn quý trị giá hàng tỷ, một người đàn ông có thực lực nhưng cực kỳ khiêm tốn nếu nịnh bợ được người đàn ông này thì nửa đời sau của bọn họ không cần phải lo lắng nữa chủ tịch anh cứ kể đơn giản vấn đề anh đang gặp cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ bày mưu tính kế giúp anh được giang thần khẽ gật đầu kể lại ngọn ngành chuyện giữa anh và đường sở sở từ đầu tới cuối một lượt không giấu giếm bất cứ thứ gì từ việc anh xin tạm nghỉ về thành phố giang trung ở rể nhà họ đường chữa khỏi cho đường sở sở đến việc hủy diệt nhà họ tiêu Đường Sở Sở bị bắt, anh cứu Đường Sở Sở khiến cô thích một thân phận khác của anh. Đến giờ thì Đường Sở Sở đã hoàn toàn yêu mến Hắc Long, muốn ly hôn với anh. Bịch, Giang Thần kể xong, toàn bộ hơn 20 người trong văn phòng đều quỳ hết xuống đất. "Chủ soái, xin tha thứ cho tội bất kính của chúng tôi." Bọn họ không ngờ được rằng ông chủ giấu mặt của thời đại khoa cũng chính là Hắc Long. Bọn họ càng không nghĩ tới người mà vợ Giang Thần thích lại là một thân phận khác của Giang Thần. Vấn đề đơn giản như vậy sao làm khó bọn họ được đây? Trực tiếp nói ra thân phận của mình, không phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi sao? Giang Thần phẩy tay, nói, "Đứng lên đi, tôi ghét nhất người mới có chút việc mà đã quỳ xuống, thời đại này mọi người đều bình đẳng, không có ai hơn ai cả." "Vâng." Lúc này mấy người bọn họ mới đứng lên. Giang Thần nhìn những người tự xưng là chuyên gia tình cảm này, hỏi, "Mấy người nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ?" Việc này Việc này, những người này đưa mắt nhìn nhau. Có người cẩn thận hỏi, "Chủ tịch cứ nói thẳng ra anh chính là Hắc Long, thế là mọi chuyện đều được giải quyết rồi đúng không?" Giang Thần khoát tay, "Nếu nói được thì đã không cần đến các người rồi, việc này các người không hiểu đâu, chỉ cần nói với tôi làm thế nào để lấy thân phận ở rể của tôi xoay chuyển phần tình cảm này là được." Hơn 20 người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Bọn họ thì thầm bàn bạc. Sau đó bày mưu tính kế cho Giang Thần những người này không hổ là chuyên gia tình cảm nói đúng vào trọng tâm chủ tịch tôi thấy anh đối xử quá tốt với đường sở sở trước giờ luôn tôn trọng đây không phải là tình yêu mà là báo ơn mới đúng tình yêu không phải như thế đúng vậy đấy chủ tịch nói thì không hay lắm nhưng nếu đường sở sở đã cho anh lên giường vậy thì nhất định đã chấp nhận anh rồi anh lại quá thành thật có hai cách để chinh phục phụ nữ một là tiền chủ tịch có tiền nhưng lại không để lộ ra thân phận Vậy thì chỉ còn cách chinh phục trên giường thôi. Cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, ví dụ như bất ngờ đè lên tường rồi hôn mãnh liệt. Trong mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, có một kiểu người rất coi trọng trinh tiết, nếu có ngày trao cho một người đàn ông thì đó chính là một đời, cả đời không phản bội, rõ ràng Đường Sở Sở là kiểu người như vậy. Chủ tịch, anh phải lãng mạn hơn mới được, ở nhà họ Đường nấu cơm, quét dọn, mấy việc này không bao giờ giành được trái tim của Đường Sở Sở đâu còn nữa anh phải có chính kiến của mình đừng cứ răm rắp nghe theo đường sở sở phụ nữ đều thích đàn ông có chủ kiến cô ấy tìm một người chồng chứ không phải tìm một bảo mẫu nhớ kỹ các ngày kỷ niệm tặng nhiều quà quà cũng phải sáng tạo độc đáo một đám người cùng nhau mở miệng bọn họ tỉ mỉ phân tích vấn đề giữa giang thần và đường sở sở giang thần nghiêm túc lắng nghe hình như đúng như thế thật được rồi tôi biết rồi mọi người đi xuống trước đi Cần gì tôi sẽ gọi mọi người. Giang Thần phất tay. Lúc này những chuyên gia tình cảm kia mới rời khỏi. Sau khi ra khỏi văn phòng của Giang Thần, bọn họ vẫn còn bàn luận sôi nổi. Sau khi ra khỏi văn phòng của Giang Thần, bọn họ vẫn còn bàn luận sôi nổi. Wow, thật sự là Hắc Long lại còn là chủ tịch của thời đại khoa nữa. Có thể giúp Hắc Long giải quyết vấn đề tình cảm, đây chính là chuyện vinh quang nhất trong sự nghiệp của tôi đó. Sau này nói ra, tôi cũng nở mày nở mặt. Nhưng tôi khuyên anh tuyệt đối đừng nói lung tung ra ngoài, cẩn thận bị ném xuống sông làm mồi cho cá. Trong văn phòng, Giang Thần dựa lưng vào ghế sofa, châm một điếu thuốc rồi tự lẩm bẩm. Mình đối xử quá tốt với Đường Sở Sở à, mình chỉ muốn trả ơn cô ấy mà thôi, không lẽ việc cô ấy bảo gì nghe nấy không phải là tình yêu mà là báo ơn? Giang Thần tự hỏi về vấn đề này. Tình cảm của anh với Đường Sở Sở là yêu sao? hay chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô tình yêu là gì chuyên gia tình cảm cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cho anh anh cảm thấy ban đầu anh vào nhà họ đường ở rể quả thật là vì trả ơn nhưng sau khi tiếp xúc với đường sở sở một thời gian dài anh đã thích cô gái này thật rồi vuột mất cô chẳng khác nào mất đi toàn thế giới này đang nghĩ gì vậy một giọng nói truyền đến giang thần phản ứng lại quay sang nhìn hứa tinh mặc đồ công sở đi tới cô ta mặc bộ đồ công sở màu đỏ hai tay khoanh trước ngực đứng một bên nhìn giang thần không không có gì tan làm rồi nể mặt cùng ăn một bữa cơm đi hứa tinh cười nhìn giang thần giang thần liếc mắt nhìn cô ta khẽ lắc đầu không được tôi còn có chút việc giang thần cũng đoán được tâm tư của hứa tinh giang thần cũng đoán được tâm tư của hứa tinh anh là người có vợ không nên qua lại nhiều với hứa tinh thì tốt hơn, anh sợ bản thân ở bên cạnh hứa tinh sẽ không khống chế được. Bởi vì tiểu yêu tinh này dụ người lắm, một khi có cơ hội nhất định sẽ quyến dụ anh. Cô ăn một mình đi. Giang thần đứng dậy rời khỏi văn phòng. Hứa tinh nhìn bóng lưng rời đi của Giang thần, gương mặt lộ ra vẻ mất mát. Cùng lúc này, trong biệt thự nào đó ở thành phố Giang Trung. Bố, bố đã đồng ý với con. Một cô gái trẻ chừng khoảng 20 tuổi nước mắt lưng tròng. Cô ta là Đan Thiến Thiến. Ngồi đối diện với Đan Thiến Thiến là một người đàn ông trung niên. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Thiến Thiến à, bố thật sự đã cố gắng hết sức rồi, cậu ta chính là Hắc Long, con cũng biết Hắc Long là người thế nào, nếu cậu ta không đến bố cũng hết cách." "Con không cần biết." Đan Thiến Thiến rơm rớm nước mắt, không chịu bỏ qua, "Nếu anh ấy không đến, con sẽ tự tử." Bố chỉ có một người con gái là con đây, bố tự quyết định đi. Thiên Thiến, ngoan nào, đừng náo loạn nữa. Đan Chiến, cả đời con chưa từng cầu xin bố việc gì, con chỉ muốn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật con thôi, ngay cả ước muốn nhỏ nhoi này bố cũng không đáp ứng được. Trên mặt Đan Chiến lộ ra vẻ chua sót, Ông ta đã đi mời rồi. Hạ thấp mình đi mời Giang Thần, nhưng anh chẳng chờ cho ông ta chút thể diện nào cả. Thậm chí ông ta còn dâng ra một nửa tài sản cho Giang Thần nhưng anh cũng chẳng cần. Ông ta thật sự đã hết cách. Để bố nghĩ cách, Đan Chiến xoa nhẹ huyệt thái dương. Ông ta chỉ có một đứa con gái là Đan Thiến Thiến, Đan Thiến Thiến là tâm can bảo bối của ông ta, ông ta không đành lòng nhìn Đan Thiến Thiến đau lòng. Lúc này Đan Thiến Thiến mới bật cười, đứng dậy đi tới bóp bả vai của Đan Chiến, con nói thật đó, nếu ngày mai Giang Thần không đến tham dự tiệc sinh nhật của con, con sẽ không để yên cho bố đâu. Được, được, bố nhất định sẽ mời cậu ta đến, dù phải quỳ gối bố cũng sẽ mời cậu ta đến cho bằng được. Mời thế nào đó là việc của bố, con sẽ không xen vào. Đan thiến thiến cười hì hì nói. Đối với đứa con giá này, đan chiến thật sự đã hết cách. chương 313, Lâm Tử Minh khai trương quán lẩu. Giang thần rời khỏi tập đoàn thời đại khoa. Anh tùy tiện tìm một quán ăn, gọi vài món ăn gia đình và một bình rượu đế nồng độ cao vừa uống rượu vừa ăn cơm một mình. Rất nhàn nhã tự tại. Vào giờ phút này, tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại trên bàn lên xem. Lâm Tử Minh dắt tay vợ yêu chắc tiểu lệ mở một quán lẩu ở phố cổ, khai trương vào ngày 2 tháng 9, mời tất cả bạn bè đến chung vui. Địa chỉ ở phố cổ, số 54 đường Sa Vương, đến quán lẩu Long Dịch. Tin tức này gửi đến nhiều số điện thoại, nếu như có làm phiền, xin thứ lỗi. Giang thần thấy được tin tức này, không khỏi sửng sốt. Lâm Tử Minh mở quán lẩu. Lâm Tử Minh là bạn học cấp 3 của anh, cũng là bạn thân trí cốt của anh. Anh nhớ rõ nhà Lâm Tử Minh rất nghèo, bố anh ta mất vì tai nạn xe từ lúc anh ta vẫn còn rất nhỏ, là do mẹ nuôi anh ta lớn lên. Lâm Tử Minh khai trương quán lẩu, nhất định phải đi chúc mừng. Giang thần nhẹ giọng thì thào. Anh mở điện thoại lên xem lịch. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày mai chính là 2 tháng 9. Anh bấm số điện thoại của Lâm Tử Minh. Giang, cậu Giang. Giọng nói có hơi lắp bắp nhưng lại đầy phần kích động truyền đến từ trong điện thoại. Giang thần cười nói có phải ngày mai khai trương quán lẩu không? Phải, phải. Tôi đặt trước một bàn. Được, được, không thành vấn đề. Sau khi Giang thần gọi điện thoại, anh cúp máy. Anh tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, anh phải đi đến bệnh viện thăm tiểu hắc anh không liên lạc với đường sở sở bởi vì đường sở sở đang muốn ly hôn với anh bây giờ không nên đụng tới chuyện này đợi qua vài ngày sau rồi nói cả buổi chiều hôm nay giang thần đều ở bệnh viện quân khu hôm sau giang thần đang ở ven đường chờ xe đan chiến vội vàng chạy tới ân nhân cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi giang thần nhìn thấy đan chiến không khỏi nhíu mày sao ông lại đến đây ân nhân Thiến Thiến cứ một mực đòi cậu phải đến, tôi cũng không còn cách nào khác, cho tôi chút mặt mũi được không, cho dù là đến một chút thôi cũng được nữa. Nếu cậu không đi, Thiến Thiến lại đòi sống đòi chết. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Giang thần không để ý tới, tiện tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên taxi. Ân nhân, đan chiến hét lên, nhưng chiếc xe taxi giang thần ngồi đã rời xa. Ông ta nhanh chóng bắt một chiếc xe trên đường, phân phó, đuổi theo chiếc xe phía trước. Giang thần ngồi xe đi tới phố cổ. Tìm được quán lẩu long dịch. Đường xa vương thuộc phố cổ, chi phí ở nơi này không tính là cao, nếu so với nội thành thì đã rẻ hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh mở quán lẩu này, quy mô cũng khá lớn, trên dưới 3 tầng, mỗi khoảng 5-600 mét vuông, trên dưới cộng lại hơn 2.000 mét vuông. Bây giờ là buổi sáng, quán lẩu vẫn tương đối vắng vẻ. Lâm Tử Minh mặc bộ tây trang, đang ở cửa chỉ huy người đưa lẳng hoa đến lãng hoa đặt chỗ đó, chỗ cây này thì để đây đi. Giang thần đi tới, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tử Minh. Cậu Giang, Lâm Tử Minh nhất thời đi tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, sớm như vậy đã tới rồi à. Lần trước ở làng Long Tuyền, Giang thần đã vài lần giúp Lâm Tử Minh giải vây, Lâm Tử Minh cũng thực sự cảm kích anh. Giang thần cười nói, còn không phải là do rảnh rỗi không có việc gì làm à, nghĩ là đến sớm một chút, xem xem có cái gì cần giúp đỡ không lâm tử minh anh đang làm gì đó nhiều việc như vậy mà không đi làm chỉ biết lười biếng một giọng nói tức giận truyền đến một người phụ nữ mặc quần áo diễm lệ lộng lẫy trang điểm đậm đi ra cô ta nhìn đến lâm tử minh và giang thần cùng một chỗ không khỏi nhíu mày mắng lâm tử minh lá gan của anh thật là càng lúc càng lớn dám tiếp xúc với những người không đứng đắn như vậy cậu giang tôi có việc rồi cậu vào quán nghỉ ngơi trước đi. Vẻ mặt Lâm Tử Minh đầy vẻ ái náy, sau đó nhanh chóng rời đi. Giang thần nhíu mày, mà chắc tiểu lệ lại khinh bỉ liếc mắt nhìn Giang thần một cái, sau đó cô ta lại tươi cười đi đến trước một người đàn ông trung niên, rất thân mật mà kéo tay ông ta, tổng giám đốc phương, sớm như vậy mà đã đến rồi à. Người đàn ông trung niên xoa mông chắc tiểu lệ một phen, cười nói quán lẩu của tiểu lệ khai trương, đương nhiên tôi phải đến sớm chúc mừng cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương, sau này trông cậy vào Tổng Giám Đốc Phương thường xuyên đến ủng hộ. Đâu có, đâu có. Giang thần thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Chắc tiểu lệ này anh cũng biết, là bạn học cùng lớp với anh. Lúc đi học lẳng lơ không chịu được, suốt ngày cứ đi với những đứa con trai không đàng hoàng. Anh cũng không biết, tại sao Lâm Tử Minh có thể kết hôn với người như Trác tiểu lệ, nhưng mà theo như thái độ của Trác tiểu lệ đối với Lâm Tử Minh, lâm tử minh ở nhà không hề có địa vị suốt ngày cứ bị sai tới sai lui ân nhân đan chiến lại đi tới giang thần xoay người nhìn đan chiến vẻ mặt không biết phải nói gì đan chiến ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm à đi theo tôi làm gì hôm nay không phải là sinh nhật của con gái ông sao sao ông còn chưa chịu đi không có ân nhân thì còn tổ chức tiệc sinh nhật gì chứ đan chiến buồn bực nói thiến thiến đã nói nếu ân nhân không đi tiệc sinh nhật này không cần phải tổ chức nữa. Ân nhân, qua đó ngồi một chút được không, nói vài lời chúc mừng là có thể đi rồi. Đan chiến, tôi thật sự không có thời gian, bạn của tôi khai trương quán lẩu. Nhanh lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đâu, đi tầm một hai tiếng là đủ rồi, sẽ không làm chậm chế việc bên này của cậu. Không đi, Giang thần không thèm để ý tới đan chiến. Đan chiến thực sự rất lo lắng. Ông ta đã đồng ý với đan thiến thiến, bất kể thế nào cũng phải mời được giang thần đến nhưng mà giờ giang thần lại không đi vậy phải làm sao bây giờ rất nhanh lâm tử minh bưng mấy chiếc ghế đi ra cậu giang ngồi nghỉ ngơi một chút đi ừm giang thần gật đầu ngồi xuống lâm tử minh cũng tiếp đón đan chiến chào chú chú cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi đan chiến buồn bực ngồi xuống giang thần ngồi ở ngoài khu nghỉ ngơi của quán lẩu hút thuốc rất nhanh sau đó còn có không ít bạn học đến. Tiểu lệ, mua may bán đắt, đưa tiền mừng 8888, chúc cậu tiền vô như nước. Tiểu lệ, càng ngày càng có tiền đồ, còn mở một quán lẩu lớn đến vậy, ít nhất cũng phải đầu tư hơn 200 vạn. Tôi đến vội quá, không chuẩn bị quà gì, tùy tiện mua một con mèo vàng chiêu tài, cũng đáng giá mấy chục vạn, một chút tâm ý. Bạn học lần lượt tặng quà. Không phải tặng hiện kim thì sẽ là một ít đồ giá trị xa xỉ gì đó. Lâm Tử Minh cũng nhiệt tình tiếp đón những người bạn học này. Nhưng mà những người bạn học này không hề quan tâm gì đến anh ta. Tiểu lệ, tôi thật sự không hiểu cậu, điều kiện của cậu tốt như vậy, sao lại ở cạnh Lâm Tử Minh phế vật này, muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng không có quyền. Phải đó, lúc đi học cậu ta chính là một kẻ bất lực, 10 năm trôi qua rồi, cũng không làm ra trò chống gì những cô gái có mối quan hệ không tốt với trác tiểu lệ trào phúng nói châm biếm lâm tử minh đến không còn gì anh ta trác tiểu lệ liếc mắt nhìn lâm tử minh một cái giọng nói lạnh lùng đừng nói đến anh ta quán lẩu của chúng tôi khai trương một người bạn của anh ta cũng chưa đến cũng không có người thân đến chúc mừng nếu không phải thấy anh ta thành thật tôi còn lâu mới gả cho anh ta mà không phải trác tiểu lệ liếc mắt nhìn về phía giang thần đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cũng không phải một người cũng chưa đến, ít nhất còn một giang thần, con rể của nhà họ đường. Nhà họ đường cũng là đại gia tộc, mà bây giờ đường sở sở lại là thần y ở Giang Trung, được chiến thần hộ quốc Hắc Long yêu thương. Bây giờ ai cũng đồn rằng, đường sở sở muốn ly hôn với người chồng phế vật giang thần của cô ta, muốn ở bên cạnh Hắc Long. Giọng nói của cô ta rất lớn. Giang thần cũng nghe được. Anh không khỏi nhíu mày. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bây giờ ngay cả người ngoài cũng biết chuyện đường sở sở muốn ly hôn với anh, muốn ở cạnh Hắc Long. chương 314 đây chính là một chút thành ý. chương 314, một chút thành ý. Hai ngày nay danh tiếng của đường sở sở quá lớn. Cô bị không ít phóng viên để ý, thậm chí bọn họ còn muốn đào bới ra nhiều tin tức ngoài lề của cô hơn. Sáng sớm hôm qua, ở bên ngoài tiểu khu của nhà họ đường, Giang Thần cầm hoa tặng cho đường sở sở, đường sở sở lại nói muốn ly hôn, hình ảnh từ chối nhận hoa bị quay phim chụp ảnh lại, sau đó đã được lan truyền khắp trên mạng. Chỉ cần là người thường xuyên chơi điện thoại, lướt bản tin đều biết. Duy chỉ có một mình giang thần không biết. Chắc tiểu lệ nói bạn bè của mình như vậy làm sắc mặt lâm tử minh có chút trầm xuống, nhưng anh ta không dám nổi giận mà nhỏ giọng nói, tiểu lệ, đừng nói bạn anh như vậy, lần trước ở làng Long Tuyền là cậu ấy đã giúp anh đồ phế vật nhà anh nói ra còn không biết xấu hổ sao chắc tiểu lệ lập tức nhéo lỗ tai lâm tử minh nổi giận mắng may là lần trước tôi không đi nếu không chắc đã bị anh làm mất hết thể diện rồi anh xem những người anh quen toàn là hạng người không đứng đắn gì còn không mau đi làm việc đi được lâm tử minh không dám nói câu nào chán nản rời đi ân nhân xem ra địa vị của bạn cậu ở nhà khá là thấp đan chiến ngồi ở bên cạnh giang thần mở miệng cười Giang thần chừng mắt nhìn ông ta một cái. Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng lại, ông ta ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Đúng rồi. Giang thần nhìn đan chiến, hỏi, do tôi không mang quà mừng đến nên mới bị xem thường sao? Có lẽ vậy. Đan chiến khẽ gật đầu, nói cậu nhìn những người đến đây, không tặng tiền mặt thì cũng tặng quà, cậu không đưa cái gì cả, còn như thần giữ cửa ngồi trước quán, cho dù ai thấy cũng không vừa lòng vậy còn ngồi ngơ ngác ở đây làm gì nữa sao ông không nhanh chóng đi chuẩn bị cho tôi một món quà mừng đi không muốn tôi cứu con gái ông à đan chiến sững sờ sau khi phản ứng lại ông ta kích động nói được 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 tôi đi chuẩn bị ngay đây ân nhân muốn chuẩn bị quà gì quý một chút hay một chút thành ý là được một chút thành ý là được rồi có ngay đan chiến lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số chuẩn bị một phần quà đưa tới quán lẩu mới mở ở đường Sa Vương khu phố cổ, quà không cần quá quý giá, có thành ý một chút là được rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, Đan Chiến chăm chú nhìn Giang Thần, nói ân nhân, tôi đã sai người chuẩn bị quà rồi, bao giờ cậu mới đến khám bệnh cho thiến thiến. Giang Thần hơi dừng tay lại, nói tình huống của cô ấy tôi đã biết, tạm thời không chết được, chờ đi, chờ tôi có thời gian rồi nói sau. Được được, Đan Chiến kích động, ân, ân nhân buổi tiệc sinh nhật của thiến thiến giang thần dừng lại ngắt lời đan chiến tôi không thích quá ồn ào để xem buổi tối có rảnh không sẽ một mình đến chúc mừng cô ấy được 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 đan chiến kích động đến nói năng lộn xộn thời gian trôi qua người tới càng ngày càng nhiều những người này hầu hết đều là bạn cùng lớp của trác tiểu lệ và lâm tử minh còn có một số là bạn của trác tiểu lệ trác tiểu lệ quen biết khá rộng tiếp xúc với đủ loại người trong đó không thiếu mấy ông chủ lớn. Còn người quen của Lâm Tử Minh rất bình thường. Gia đình Tử Minh tương đối nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì bắt đầu đi làm, phụ việc ở một quán lẩu. Sau 5 năm làm việc, anh ta cũng học được cách phối hợp các nguyên liệu trong lẩu sao cho hợp lý, về sau không đi làm ở tiệm lẩu nữa thì quay sang đi làm ở công trường. Người anh ta quen biết đều ở trên công trường. Nhưng những người này rất giữ thể diện cho Lâm Tử Minh. Biết được Lâm Tử Minh khai trương quán lẩu nên đã đến chúc mừng anh ta. Khoảng 10 giờ sáng, hơn 30 công nhân người bám đầy bụi đất xuất hiện trước cửa quán lẩu. Quản đốc, cảm ơn anh đã đến ủng hộ. Anh Hải, vào bên trong ngồi đi. Lâm Tử Minh nhìn thấy quản đốc công trường đưa hơn 30 công nhân đến, lập tức đi đến chào hỏi. "Lâm Tử Minh, anh đang làm gì thế?" Tiểu Lệ đang tiếp đãi khách khứa ở cửa quán lập tức sầm mặt lại nói đừng ai cũng đưa vào trong quán bây giờ bàn đã được đặt trước hết rồi bên trong đều là những nhân vật lớn anh đưa những thứ rác rưởi này vào làm gì ảnh hưởng đến khẩu vị của những người đó thì sao nghe cô ta nói như thế những công nhân này cảm thấy rất tức giận mẹ kiếp cô nói cái gì ông đây đến ủng hộ cô lại nói bọn tôi là rác rưởi cô cho rằng quán này của cô cao cấp lắm sao cũng chỉ đến thế mà thôi nếu đã không chào đón thì tôi cũng không cần ăn bữa này nữa Tử Minh, không phải anh không nể mặt cậu, chỉ là vợ cậu nói chuyện quá khó nghe. Những công nhân này rất tức giận. Lâm Tử Minh lập tức giải thích, quản đốc, thật xin lỗi anh, anh Hải, thật lòng xin lỗi, mọi người, thành thật xin lỗi, tôi thay tiểu lệ nói lời xin lỗi với mọi người. Lâm Tử Minh, tên vô dụng này, anh còn nói xin lỗi cái gì, quán này của tôi mặc dù không quá cao cấp nhưng không phải loại người rác rưởi gì cũng có thể vào, nhanh chóng cút đi cho tôi, đừng làm những người khác buồn nôn lúc này một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt đi tới chắc tiểu lệ lập tức thay đổi một sắc mặt nở một nụ cười sáng lạn ông chủ trương cuối cùng ông cũng tới rồi mời ông vào cô ta nhiệt tình tiếp đón sắc mặt của lâm tử minh thì rất khó coi anh ta nhìn mấy người đồng nghiệp cũ của mình muốn giải thích nhưng những người này đều không để ý đến anh ta xoay người rời đi hai lâm tử minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng giang thần vẫn ở đó Thấy cảnh này, anh khẽ lắc đầu, anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Tử Minh, anh gọi Lâm Tử Minh đang muốn đi vào trong quán lại. Lâm Tử Minh quay người nhìn Giang Thần, khuôn mặt cười khổ, nói cậu Giang, để cậu chê cười rồi. Giang Thần ngừng lại, nói thật ra cũng không có gì, hôm qua tôi đã đặt một bàn, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi chuẩn bị dùng bữa. Cậu Giang, tôi giữ lại cho cậu một phòng riêng trên tầng 2 rồi bao phòng cái gì chứ? Chắc tiểu lệ dẫn người vào cửa hàng đi ra, đẩy giang thần một cái, vẻ mặt khinh bỉ. Tên vô dụng này vẫn đang ở rể mà còn muốn đặt bàn phòng riêng của nhà tôi. Không có cửa đâu, Lâm Tử Minh, tôi đã để phòng riêng này cho một ông chủ khác rồi, bảo giang thần đi chỗ khác đi, nếu anh ta vẫn muốn ăn ở quán lẩu này thì chờ đi, đợi tầm 2-3 giờ, lúc vắng khách rồi ăn ở sảnh. Tiểu lệ, như vậy không được đâu, hôm qua cậu Giang đã đặt trước. Đặt trước cái đầu của anh, tiệm của tôi, lời tôi nói mới có giá trị." Lâm Tử Minh giận mà không dám nói gì. Anh ta áy náy nhìn Giang Thần. Giang Thần vỗ bả vai anh ta, nói, "Không sao, không cần để ý, vậy để tôi chờ thêm một lát." Ngay lúc này, một chiếc xe sang trọng chạy đến. Đây là một chiếc xe Bentley trị giá hàng chục tỷ đồng. Ở đằng sau xe là một hàng những xe nhỏ hơn. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe Bentley ông ta chính là quản gia của nhà họ đan lỗ sâm lỗ sâm vừa xuống xe đã thấy giang thần và đan chiến đứng ở cửa đan chiến nở nụ cười nói ân nhân đây là quà cậu bảo tôi chuẩn bị bây giờ tặng hay là nói nhảm bây giờ không tặng thì lúc nào tặng giang thần mở to mắt lỗ sâm đi tới mỉm cười với giang thần và đan chiến sau đó lấy ra một danh sách lớn tiếng nói chúc quán lẩu của lâm tử minh chắc tiểu lệ khai trương thành công tiền mừng 888 vạn, một đôi ngọc như ý, một tượng sư tử vàng, 18 bộ bát đũa bằng vàng. Ngay sau đó có mấy người khiêng dương đi đến. Còn Lâm Tử Minh và Trác Tiểu Lệ nghe được danh sách quà tặng này thì hoàn toàn há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Giang thần liếc mắt nhìn đan chiến một cái. Đây chính là một chút thành ý. Vẻ mặt đan chiến có chút buồn bực, khó hiểu hỏi, sao vậy, thiếu quả à? Thật xin lỗi ân nhân, để tôi phân phó tiếp đủ rồi, đủ rồi. Giang thần đúng lúc lên tiếng. Không hổ là người có giá trị hơn nghìn tỷ, một chút thành ý lại hào phóng như vậy. mười 315, trước kia đứng đầu bảng. Một số nhân viên khiêng dương đi đến. Sau khi lỗ sâm đọc xong danh sách, nhìn Lâm Tử Minh đứng ở cửa tiệp, mắt trợn tròn hóa đá, cười hỏi ông chủ Lâm, quà để ở nơi nào? Hả? Lúc này Lâm Tử Minh mới kịp phản ứng, vội vàng nói đưa vào đưa quà vào đi lỗ sâm ra lệnh khiêng vào đi chắc tiểu lệ cũng nhanh nhẹn kịp thời dẫn đường nói mời vào bên trong lâm tử minh cũng đi theo vào cửa vẻ mặt lỗ sâm cung kính nói ông chủ cậu giang còn dặn dò gì không ạ à? nếu không có thì tôi xin phép đi trước đan chiến nhìn giang thần một chút giang thần hơi dừng tay nói không có việc gì nữa về đi ông chủ lỗ sâm nhìn đan chiến do dự một lát mới lên tiếng ông chủ cô thiến thiến bên kia đã chuẩn bị xong không ít nhân vật lớn đều đã đến đan chiến hơi dừng tay nói hủy bỏ đi hủy bỏ vẻ mặt lỗ sâm bất đắc dĩ và chua sót ông chủ ông nói nhẹ nhàng quá trở về tôi làm sao ăn nói với cô thiến thiến đây trong mắt đan chiến đảo một vòng lập tức có ý kiến nói như vậy đi ông mời tất cả những người tham gia tiệc sinh nhật của thiến thiến đến đây tôi muốn mời bọn họ ăn lẩu đan chiến nói xong còn liếc mắt nhìn giang thần một cái ân nhân như được không tôi sẽ đưa tất cả mọi người đến đây để giữ thể diện cho bạn bè của cậu giang thần cười nhạt đan chiến thật biết làm việc tùy ông vậy đan chiến lập tức dặn dò còn không mau đi đi đứng ngây ra đó làm gì trở về nói với thiến thiến là ân nhân đang ở đây được tôi sẽ đi ngay lúc này lỗ sâm mới hài lòng rời đi rất nhanh, nhân viên khiêng quà đã trở ra, còn có Lâm Tử Minh và Trác Tiểu Lệ. Người đâu rồi? Hai người đi vào lại không thấy người tặng quà là lỗ xâm. Trác Tiểu Lệ vẻ mặt bối rối, lẩm bẩm một mình, đi đâu rồi, sao không nói là ai đưa liền đi mất. Mà Giang Thần thì hướng Lâm Tử Minh đi đến, cười nói, Tử Minh, cậu có thích quà tôi tặng không? Hả? Lâm Tử Minh nhìn Giang Thần với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi quà, quà gì vậy? Giang thần im lặng, là mới mang vào sao? A, à, cậu Giang, đây là của cậu tặng ư, vẻ mặt lâm tử minh kinh ngạc. Giang thần cười nói, ngoại trừ tôi ra còn ai sẽ tặng cậu quà quý giá như vậy chứ? Anh ư, chắc tiểu lệ nhìn Giang thần một chút, cô ta nhìn toàn thân anh ăn mặc mấy trăm đô thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Giang thần anh đừng tự rát vàng lên mặt mình, anh biết quà này là cái gì không, không nói những cái khác, chỉ riêng tiền mặt đã là 888 vạn với khoản tiền này đã đủ mua 4 năm cái quán lẩu long dịch. Tiểu lệ. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Chắc tiểu lệ nghe tiếng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục thắt cà vạt phong cách thành đạt. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, hơi mập, hói đầu, bụng bia. Anh Long, mong sao, mong chăng, cuối cùng cũng đợi được anh. Chắc tiểu lệ nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mạp này, lập tức cười đi tới thân mật kéo cánh tay của ông ta, vẻ mặt giống như là một đôi tình nhân cô ta ngượng ngùng nói anh long anh đã nói em khai trương quán lẩu thì sẽ tặng em một món quà lớn anh không phải đã phái người đưa tới sao làm sao còn chưa tới à người trung niên mập mạp sững sờ a anh long vậy phần quà lớn này là do anh đưa sao chắc tiểu lệ giật mình đúng vậy không phải anh thì còn có ai có thể tặng em một món quà lớn như thế người đàn ông trung niên mập mạp nhéo vào mông tiểu lệ một cái ai nha ghét ghê ở đây còn nhiều người như vậy chồng em cũng còn ở đây mà lâm tử minh thấy cảnh này tay anh ta nắm chặt nắm đấm gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên nhưng lại chợt buông ra chắc tiểu lệ kéo người đàn ông trung niên đi vào trong quán giang thần kéo lâm tử minh qua hỏi lâm tử minh đã có chuyện gì xảy ra vậy sao cậu lại cưới cô ta cậu giang à đừng nói nữa vẻ mặt lâm tử minh đầy sự chua sót nói đi sắc mặt giang thần có chút trầm thấp sáng nay có rất nhiều người đến mà những người này đều rất thân mật với trác tiểu lệ cậu giang cậu đừng hỏi nữa trên mặt lâm tử minh đầy vẻ khó xử tử minh cậu còn coi tôi là đại ca vậy thì thì mau nói cho tôi biết nhớ tới lần trước giang thần đã giúp mình ở làng long tuyền sau khi lâm tử minh do dự một chút thì kéo giang thần đi tới một bên không có ai nhỏ giọng nói một năm trước tôi cùng tiểu lệ kết hôn là cô ta tìm đến tôi Nói thích tôi, hỏi tôi có đồng ý cưới cô ta hay không, hơn nữa cũng không cần lễ hỏi. Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi, bởi vì nhà nghèo mà không có cô gái nào muốn gả cho tôi nên tôi suy nghĩ, tiểu lệ cũng rất xinh đẹp nên lúc đó mới đồng ý với cô ta. Giang Thần hỏi, trước kia cô ta làm cái gì cậu không biết sao? Lâm Tử Minh gật đầu, nói trước đó không biết nhưng về sau tôi biết, trước kia cô ta làm tại một hộp đêm cao cấp, hơn nữa còn đứng đầu bảng, nhưng bây giờ cô ta đã hoàn lương ly hôn đi. Giang thần không nói nhiều. Anh không muốn anh em tốt của mình lại nhảy vào hố lửa. Rõ ràng là chắc tiểu lệ tìm người đổ vỏ. Nếu như cô ta thật sự hoàn lương thì không sao. Thế nhưng nhìn những hành động, cử chỉ thân mật của chắc tiểu lệ với những ông chủ này thì khẳng định cô ta cùng những người này vẫn còn tiếp xúc. Trên đầu lâm tử minh là một cái sừng lớn. Không được đâu cậu Giang, vì mở quán này mà tôi đã rút 20 vạn tiền tiết kiệm ra, còn mượn bản thân thêm 30 vạn, tôi đã bỏ ra 50 vạn, còn lại đều do tiểu lệ góp vào, hiện tại quán vừa mới khai trương, sao có thể ly hôn được. Vẻ mặt Lâm Tử Minh đầy sự chua xót. Những việc này anh ta đều biết, thế nhưng do anh ta giả vờ như không biết. Có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như chắc tiểu lệ đã là may mắn của anh ta rồi. Đối với những quan hệ với khách cũ, chắc tiểu lệ nói đây là một loại quan hệ cá nhân, về sau cần những ông chủ lớn này đến ủng hộ, như vậy thì có thể kiếm được không ít tiền. Giang thần hít sâu một hơi, nói quả là tôi tặng cho cậu, 888 vạn, ngọc như ý, sư tử bằng vàng, bát đũa vàng, đều là thuộc về cậu, cậu ly hôn với cô ta, trả lại quán cho cô ta, mua lại phần hùn vốn của cô ta. Cậu Giang, thật sự là cậu tặng sao? Đến bây giờ Lâm Tử Minh vẫn có chút không tin. Mấy trăm vạn tiền mặt, còn có quả trị giá khoảng một ngàn vạn. Nói tặng thì tặng, giang thần vỗ vai lâm tử minh nói là anh em cả mà chỉ là một chút thành ý mà thôi cậu giang à quà này quý giá quá tôi không thể nhận với lại cậu với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau tôi làm sao giang thần hơi xua tay ngăn lời lâm tử minh cười nói cái gì bèo nước gặp nhau hả mười năm trước cậu cứ một mực đi theo sau lưng gọi tôi là đại ca hả anh lâm tử minh sướng sờ lập tức kêu lên anh anh là giang thần cười nhạt một tiếng Nói, không sai, nhưng do một vài nguyên nhân nên hình dáng có chút thay đổi. Cậu Giang, thật là cậu ư, cậu thật sự là Hắc Long sao? Xuyệt, Giang Thần ra dấu im lặng. Nói nhỏ chút, thân phận của tôi là tuyệt mật, cậu muốn cả thế giới này đều biết hết sao? Lâm Tử Minh nhìn Giang Thần, quả thật là vừa mừng vừa sợ, anh ta không nghĩ tới, người giúp đỡ mình ở làng Long Tuyền lại chính là bạn học Giang Thần 10 năm trước, cũng là anh em tốt của anh ta